Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Dài Kiến Thức. Các bạn thân mến, chỉ trong một vài tháng trở lại đây, chủ quyền biển đảo của Việt Nam ta đã và đang bị phía Trung Quốc uy hiếp, đe dọa nghiêm trọng. Bắt đầu từ mặt trận truyền thông văn hóa, với bộ phim Barbie, những đường đứt đoạn tương đồng với nét vẽ của đường lưỡi bò. Sau đó là bộ phim Fly to You, chỉ cần 3 giây, nhà sản xuất phim Trung Quốc đã cài cắm đường lưỡi bò phi pháp trong 9 trên 39 tập phim. Tình vì đến mức nếu như trên diễn đàn của người Việt không kịp thời lên tiếng, thì một bộ phim vừa mang ý nghĩa điện ảnh, vừa mang hàm ý chính trị đã ra đời. Tiếp nữa là sự việc ban tổ chức concept Blackpink tại Việt Nam gây xôn xao dư luận khi có động thái được cho là ủng hộ đường lưỡi bò. Những tin tức trên đến dồn dập đã khiến cho sự bức xúc lên cao trong dư luận Việt Nam. Nhưng đó chưa là gì, vì Trung Quốc không chỉ tích cực truyền bá đường lưỡi bò trên mặt trận văn hóa, mà họ còn đẩy mạnh các hoạt động quân sự hóa trên các đảo ngoài Biển Đông, đe dọa trực tiếp đến an ninh của đất liền nước ta. Mới đây nhất, một phát hiện của nhà báo nước ngoài đã làm nhiều người dân Việt Nam không khỏi rùng mình. Đảo Chi Tôn, một cụm đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, nằm cách đất liền Việt Nam chỉ 150 dặm, đã được Trung Quốc cải tạo thành một tiền đồn quân sự với công trình mới nhất đang được xây dựng là một sân bay cho lực lượng không quân. Nhìn hình ảnh về việc Trung Quốc xây dựng một sân bay quân sự trên đảo Chi Tôn đã được vệ tinh chụp lại và đăng tải trên tờ The Driver hôm 15 tháng 8 vừa qua. Ngay lập tức, bài viết này đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo trong nước. Và sau đây, Hố Dài Kiến Thức xin được dịch lại nội dung bài viết được đăng tải trên tờ The Driver để quý vị khán giả có thể thấy được những hình ảnh mới nhất về hòn đảo này và những mối nguy của nó có thể tác động đến Việt Nam ta. Mở đầu bài viết, một hình ảnh khá rõ nét về đảo Chi Tôn đã được đăng tải. Trong hình, chúng ta có thể thấy rất rõ một đường băng thô đã được xây dựng xong. Tác giả Thomas Nudis, người đăng tải bài viết đưa tin rằng, chỉ trong vài tuần gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một công trình như là một đường băng mới, nằm trên một trong những hòn đảo mà nước này kiểm soát ở Biển Đông. Hiện tại, kích thước của đường băng vẫn thật khó để biết chính xác mục đích mà nó dự định phục vụ. Tuy nhiên, việc xây dựng đường băng này lại nằm trên đảo Chi Tôn, nơi gần nhất trong quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam, nên bản thân nó đã có ý nghĩa quan trọng. Rõ ràng, công việc vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng thật đáng ngạc nhiên về tốc độ nó được hoàn thành. Việc xây dựng đường băng này cùng lắm chỉ mới bắt đầu vài tuần trước, bởi chúng tôi đã kiểm tra hình ảnh từ Planet Lab từ giữa tháng 7 và cho thấy không có công trình nào như vậy. Đường băng mới dường như chỉ dài hơn 2.000 feet, tương đương 609 mét, rất ngắn, và chỉ rộng khoảng 45 feet, tương đương 13 mét, khá hẹp. Với kích thước này, nó có thể được sử dụng để làm đường băng cho các loại máy bay có thể hạ hay cất cánh theo phương thẳng đứng, chẳng hạn như động cơ phản lực cánh quạt và máy bay hạng nhẹ. Điều này có thể cải thiện đáng kể công tác hậu cần ở phía tây của quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có người Trung Quốc ở. Một chức năng khác nữa của đường băng ngắn này là triển khai máy bay không người lái ở độ cao trung bình với chức năng trinh sát, trinh thám đất liền. Tất nhiên, chưa thể khẳng định chắc chắn rằng đây là đường băng vì vẫn có khả năng đây chỉ là một con đường nào đó. Nhưng điều đó dường như rất khó xảy ra vào thời điểm này. Và bất kể nó có là công trình gì đi nữa, thì xin hãy lưu ý đến vị trí chiến lược của đảo Chi Tôn. Sự phát hiện đáng kể hơn nữa cơ sở hạ tầng ở đó có ý nghĩa quân sự rất to lớn. Đảo Chi Tôn là hòn đảo có diện tích đứng thứ 3 trong số các đảo của Hoàng Sa. Chưa kể, nó còn là khu vực nằm gần đất liền của Việt Nam nhất. Thế nên, việc thiết lập một đường băng mới trên một trong các đảo lớn nhất là đảo Chi Tôn là mối đe dọa về an ninh. Một ví dụ nổi tiếng trước đây là đảo Phú Lâm, được Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng, đã được xây dựng và này đóng vai trò là căn cứ hoạt động tiền phương cho máy bay PLA, bao gồm cả việc triển khai máy bay ném bom tầm xa. Hiện nay, tuy đường băng trên đảo Chi Tôn nhỏ hơn nhiều so với trên đảo Phú Lâm, nằm khoảng 100 dặm về phía Tây Bắc, nhưng Trung Quốc hoàn toàn có khả năng mở rộng đường băng hơn nữa. Mặc dù những hạn chế về địa lý của hòn đảo có thể gây khó khăn, nhưng họ vẫn có thể xây dựng được đường băng trên khoảng 3.100 feet, gần khoảng 1 km. Nó sẽ hỗ trợ phối hợp với các lực lượng trên đảo Phú Lâm. Đường băng trên đảo Phú Lâm dài gần 9.000 feet,
và là nơi diễn ra các cuộc diễn tập quy mô lớn của PLA với các lực lượng hải quân và không quân trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, cũng đã có những vụ thử tên lửa tầm cao xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Như vào tháng 8 năm 2020, một cuộc diễn tập đầu tiên của PLA đã diễn ra để đánh giá khả năng thực sự của tên lửa đạn đạo chống hạm ASPM tầm xa. Theo tác giả bài viết, mặc dù đường băng tại đảo Chi Tôn rõ ràng chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng quy mô của công trình xây dựng cho thấy có thể sẽ còn nhiều hoạt động quân sự hơn nữa được triển khai trong tương lai. Kể cả đây có là một công trình dân sự, thì chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ bổ sung các hệ thống phòng thủ trên không và bờ biển để bảo vệ tài sản của mình. Thế nên, hoạt động quân sự hóa trên đảo Chi Tôn chắc chắn sẽ diễn ra. Quy trình bài bản này chúng ta đã được quan sát thấy trên các đảo và tên đồn khác của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc có thể thiết lập các hệ thống tên lửa đất đối không và đất đối đất ở đây, cùng với các thiết bị giám sát hỗ trợ, sẽ cho phép Trung Quốc triển khai một hệ thống phòng thủ có khả năng chống tiếp cận từ chối khu vực 2A-AD, rất gần với khả năng chống tiếp cận từ chối khu vực A2-AD của Việt Nam. Chỉ cách đất liền Việt Nam 150 dặm, PLA sẽ không chỉ có thể liên tục theo dõi các hoạt động quân sự của Việt Nam, bao gồm cả máy bay chiến đấu tầm xa Su-30 Flanker, mà còn có thể củng cố và mở rộng khả năng chống xâm nhập của mình vượt ra khỏi đảo Chi Tôn để hướng tới các đảo khác và vào lãnh thổ Việt Nam. Do đảo Chi Tôn là đảo nằm gần Việt Nam nhất trong quần đảo Hoàng Sa, thế nên Hà Nội có thể sẽ phản ứng khi hoạt động quân sự tại đây leo thang. Mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và quân đội hai nước đã có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm, nhưng tranh chấp lãnh thổ của họ ở Biển Đông là nghiêm trọng và hai bên đã từng xảy ra xung đột trong quá khứ. Đó là một cuộc đụng độ vào năm 1974 giữa Trung Quốc và lực lượng miền Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa, đã dẫn đến việc quần đảo Hoàng Sa nằm dưới sự kiểm soát trên thực tế của chính phủ ở Bắc Kinh. Gần đây, còn đã ghi nhận nhiều vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Cũng đã có những cáo buộc về việc Trung Quốc bắt cóc ngư dân Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Các tàu hải quân Trung Quốc, cũng như các tàu của các tổ chức chính phủ dân sự khác nhau, thường xuyên được sử dụng để thực thi các yêu sách mở rộng và phần lớn không được công nhận của Bắc Kinh trên Biển Đông. Chính phủ Trung Quốc cũng sử dụng lực lượng dân quân biển, gồm các tàu đánh cá để quấy rối và đe dọa các tàu nước ngoài trong vùng biển tranh chấp. Bên cạnh đường băng, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một khu vực làm việc mới với kích thước lớn, bao gồm cả một nhà máy xi măng. Tất cả những công trình này đều đã được xây dựng trong tháng trước. Trước đây, tiền đồn này của Trung Quốc là nơi có một trạm quan sát với hai mái vòm và một số lá cờ lớn của Trung Quốc nhưng không nhiều. Hòn đảo trước đây cũng đã có một bến cảng nhỏ và một sân bay trực thăng. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang nỗ lực phát triển lực lượng dân quân biển cạnh tranh của riêng mình để thách thức sự xâm lấn của Trung Quốc ở những nơi như Hoàng Sa. Chính phủ Việt Nam cũng đang củng cố các hòn đảo mà họ kiểm soát ở Biển Đông trước sự xâm lược của Trung Quốc, bao gồm cả việc trang bị cho các hòn đảo này bằng pháo tên lửa dẫn đường tầm xa. Các bạn thân mến, sau khi bài báo nói trên được đăng tải, đến nay Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về vấn đề này. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Để giúp quý vị có cái nhìn chi tiết hơn về vị trí chiến lược của đảo Chi Tôn, sau đây, Hồ Xanh Kiến Thức xin được giới thiệu đôi nét về hòn đảo này. Đảo Chi Tôn thực chất là một cồn cát thuộc nhóm đảo lưỡi liềm, quần đảo Hoàng Sa. Đảo nằm ở cực Tây và có diện tích đứng thứ 3 trong số các đảo của Hoàng Sa. Đảo Chi Tôn là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát đảo này. So với Việt Nam, đảo Chi Tôn là đảo gần bờ nhất trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đảo nằm cách mũi Ba Làng An thuộc đất liền Việt Nam 134,6 hải lý, tương đương 249,3 km, và cách đảo Lý Sơn 121,1 hải lý, tương đương 224,3 km. So với Trung Quốc, đảo Chi Tôn cách nơi gần nhất của đảo Hải Nam 168,4 hải lý, tương đương 311,9 km. Đảo Chi Tôn có tên tiếng Anh là Triton Island và tên tiếng Trung là đảo Trung Kiến, còn tên tiếng Việt như hiện nay thì đã có từ thời Việt Nam Cộng Hòa
được nêu trong bạch thư về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa công bố năm 1975. Đảo Chi Tôn có dáng hơi tròn, ở giữa lõm xuống và thường đọng 0,5 mét nước. Chiều dài tính từ Bắc xuống Nam là 1.850 mét, chiều rộng khoảng 800 mét, độ cao trung bình chỉ 2 mét. Khi thủy chiều xuống, diện tích đảo có thể đạt đến 1,5 km2, xếp thứ 3 về diện tích ở Hoàng Sa sau đảo Phú Lâm và đảo Lincoln. Côn. Song khi thủy chiều lên thì thu hẹp chỉ còn 0,85 km2. Xung quanh đảo là dải san hô khá rộng, từ 500 đến 1.000 mét. Đảo thường bị ngập, đặc biệt là khi bão đi qua, nên cây cối khó phát triển. Sau hải chiến Hoàng Sa năm 1974 với Việt Nam Cộng Hòa và kiểm soát phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa, năm 1975, hạm đội Nam Hải bắt đầu cử quân ra đảo Chi Tôn, dần dần xây dựng doanh trại, hiện đã có tòa nhà cao 4 tầng và trồng cây cối. Theo trang điện tử của đài truyền hình Phượng Hoàng, Hồng Kông, không lâu sau chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, ngày 10 tháng 4 cùng năm, Việt Nam đã cử 3 tàu đến vị trí cách đảo Chi Tôn 500 mét để trinh sát nhưng bị tàu tuần tra Trung Quốc bắt. Đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD981 đến hạ đặt tại một vị trí cách đảo Chi Tôn 17 hải lý về phía Nam, gây ra cuộc tranh chấp Trung Quốc-Việt Nam về vấn đề giàn khoan này. Quan điểm của phía Việt Nam là phản đối vì cho rằng nơi đặt giàn khoan nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Còn quan điểm của phía Trung Quốc là họ đang tác nghiệp bình thường vì nơi đặt giàn khoan nằm trong vùng biển của quần đảo Tây Sa. Ngày 30 tháng 1 năm 2016, chiến hạm USS Curtis Weber của Hải quân Hoa Kỳ xâm nhập vùng biển 12 hải lý quanh đảo Chi Tôn. Mục đích, theo như lời của phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, là nhằm thách thức các đòi hỏi hàng hải quá mức, ngăn trở các quyền và tự do của Hoa Kỳ cũng như của các quốc gia khác. Và rằng hoạt động này thách thức cả ba bên tuyên bố chủ quyền gồm Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo rằng chuyến hải hành của chiến hạm này phù hợp với luật pháp quốc tế khi bảo vệ tự do hàng hải. Trung Quốc cho đó là hành động khiêu khích, vi phạm pháp luật Trung Quốc vì đã xâm nhập lãnh hải mà không xin phép trước. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, trong chuyến thăm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang đã có buổi hội kiến với ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tại đây, ông Vương Nghị khuyên Việt Nam rằng chúng ta nên cùng nhau bảo vệ an ninh của chế độ và thể chế, đồng thời cùng nhau duy trì tư tưởng và niềm tin của Đảng Cộng sản và các định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN, bao gồm Việt Nam, để chống lại sự can thiệp mang tính khiêu khích của các thế lực nước ngoài, duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông và trong khu vực. Vừa kêu gọi Việt Nam giữ vững lý tưởng của Đảng Cộng sản, Trung Quốc lại vừa khẩn trương tiến hành các hoạt động quân sự hóa trên đảo Chi Tôn, cho thấy họ đang vừa đấm vừa xoa chúng ta, hòng qua đó xây dựng một chỗ đứng chắc chắn tại Biển Đông. Có thể nói, với vị thế là một cường quốc hàng đầu ở châu Á, Trung Quốc trông khá phèn khi phải dùng những cách này. Bởi trái ngược về một Việt Nam đang lên về kinh tế lẫn ngoại giao, thì những tháng qua, Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đã tăng vọt lên 20,4%, có nghĩa cứ 5 người trẻ Trung Quốc thì lại có một người không có việc làm. Khủng hoảng bong bóng bất động sản vẫn chưa dứt, thì Trung Quốc lại tiếp tục mất đi nhiều thị trường xuất khẩu là các nước phương Tây. Đầu nước ngoài thì tháo chạy, những đầu tư kinh tế trước đây hầu như đã mất. Lĩnh vực duy nhất mà kinh tế tỷ dân có thể dựa vào là xuất khẩu hàng công nghệ giá trị cao cũng bị Mỹ ban hành lệnh trừng phạt. Tất cả những khó khăn đó đã khiến kinh tế Trung Quốc rơi vào suy thoái, trì trệ và giảm phát trầm trọng, báo hiệu một giai đoạn dài nước này phải tăng trưởng ở mức thấp. Hiện nay, Trung Quốc được cho là đang chuyển hướng sang xuất khẩu những sản phẩm công nghệ cao để bù đắp hoàn toàn các sản phẩm gia công giá rẻ của trước đây. Và do đó, Biển Đông giờ đây đang trở thành một nơi cung cấp tài nguyên quan trọng cho Trung Quốc, hỗ trợ họ phát triển các ngành công nghiệp có chiều sâu để cạnh tranh các sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao với Mỹ. Và với vị trí của Việt Nam, nước ta như một con dao cắm vào hông Trung Quốc. Do đó, đang vì những khó khăn trong nước, nên Trung Quốc không muốn có thêm những xung đột với phía Việt Nam. Họ đã chọn cách vừa đấm vừa xoa để đạt được mục tiêu. Thế nên, Việt Nam ta cần cảnh giác và nên sớm có một kế hoạch để đối phó với cách làm này của Trung Quốc.
Video của Hố Xanh Kiến Thức đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!